Rồi, hàng về. Ngập một bốt các chị em ơi, ngập một bốt ạ. Nhưng tay không hết size các chị em ơi, nhưng tay không hết size. Rất nhiều mẫu bốt đang có mặt tại shop ạ. Rất nhiều mẫu bốt nhá, mẫu bốt da bóng đang là mẫu vô cùng hot các chị em ơi, nhưng tay không hết size của mình nhá. Comment size rồi mã rồi shop tư vấn cho mọi người các chị em ơi, nhưng tay không hết size của mình ạ. Thế qua là comment mã rồi ngay các chị em ơi, nhưng tay không hết size nhá. Thế qua là comment mã rồi ngay các chị em ơi, nhanh tay không hết size của mình ạ. Thế qua là comment mã giày và gạch ngang size này của mình các chị em ơi, nhanh tay không hết size nhá. Một đôi cũng được giá xỉ các chị em ơi, nhanh tay không hết size. Mẫu đã về bản các chị em, rất nhiều mẫu bốt hot. Rất nhiều mẫu bốt hot đang có mặt tại shop các chị em ơi, nhanh tay không hết size nhá. Rất nhiều mẫu bốt vô cùng hot đang có mặt tại shop các chị em ơi, nhanh tay không hết size của mình ạ. L22 màu đen là B vừa về xong ạ. L22 màu đen B vừa về xong các chị em ơi, nhanh tay không hết size ạ. Mẫu đang đi mẫu L2 đen màu B nhá, nhanh tay không hết size các chị em ơi. Vô cùng hot các chị em ơi, nhanh tay không hết size của mình ạ. Chia sẻ livestream các chị em ơi, chia sẻ livestream mua giày chỉ nhá. Không có nhiều size các chị em ơi, thích muốn là comment mã giày của mình nhá. Thích muốn là comment mã giày ngang size giải giúp tư vấn cho mọi người nhá. Nhanh tay không hết size các chị em ơi, không hiểu size được ạ. Comment mã giày và size giày các chị em ơi, comment mã giày và size giày ạ. Rất nhiều mẫu bốt vô cùng hot đang có mặt tại shop các chị em ơi. Bốt lửng, bốt da bóng, bốt da lộn, mẫu nào cũng có, kiểu gì cũng có các chị em ơi. Nhanh tay không hết size nhá. Thích muốn là comment mã giày các chị em ơi, chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream cho các chị cho tôi các chị em ơi. L2 mẫu đang đi là 189k Huỳnh Bích Tiên ơi. L2 mẫu đang đi là 189k, có hai màu đen màu be vô cùng xinh các chị em ơi. Nhanh tay không hết size, chia sẻ livestream các chị em ơi. Chia sẻ livestream mua giày gì ngay ạ. Chia sẻ livestream các chị em ơi, chia sẻ livestream ạ. Thích muốn là comment mã giày của mình nhá, thích muốn là comment mã giày ngay ạ. Nhanh tay không hết size, không có nhiều size đâu các chị em ơi. Chia sẻ livestream, thích muốn là comment mã giày của mình nhá. Thế còn là comment mã giày của mình các chị em ơi, L2 màu đang đi có hai màu đen đen 189k nhưng Bích Tiên ơi, các chị em ơi thích còn là comment mã giày của mình nhá. Nhanh tay không hết size, không có nhiều size đâu ạ. Nhanh tay không hết size chị em ơi, L2 vừa về đấy ạ. L2 vừa về có hai màu đen màu be nhá, khóa trước tròn nhá. Khóa tròn trước cái khóa nhá, rất là xinh, rất là điệu đà nhá. Gót cao mấy phân ạ? Gót cao 7 phân các chị em nhá, rất là chắc chắn, không hề chênh vênh một tí nào nhá. Mẫu da bóng có lót lông ở trong nhá, mẫu trắng thì lót lông trắng, mà mẫu nợ màu đen thì lót lông đen nhá. Nhanh tay không hết size chị em ơi, lót lông đen này, lót lông trắng đấy ạ. Mẫu trắng thì lót lông trắng, màu đen thì lót lông đen nhá. À Mic Tiên ạ, L2. Rồi Mic Tiên ơi, L6 đây, Mic Tiên ơi, L6 đây ạ. L6 đây nhá, Mic Tiên nhá. Đây là giống hệt nhé bạn ở Mic Tiên nhá, nhưng mà cái khóa đằng sau Mic Tiên ơi, kiểu giống hệt mẫu L2 nhưng mà khóa đằng sau Mic Tiên nhá. L6 cũng có hai màu đen be nhá, nhưng mà khóa sau gót là gót bán nguyệt nhá. 199k, còn L2 là 189 các chị em nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream, chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ các chị em ơi, nhanh đăng hết size, không có nhiều size đâu ạ. Thế muốn là comment mã giày các chị em ơi, nhanh đăng hết size của mình nhá. Nhanh tay comment mã giày và size giày các chị em ơi, L2 vừa về mẫu đang thì rất là xinh, vô cùng xinh các chị em nhá. Nhanh tay không hết size các chị em ơi, không có nhiều size, quá xinh luôn các chị em ạ. Da bóng lót lông ở trong đi cực ấm chân nhá. Rất là xinh luôn các chị em ơi, chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ các chị em ơi, không có nhiều size đâu. Nhanh tay không hết size, thích bao nào comment mã giày và size giày xuất tướng cho mọi người nhá. Comment mã giày và size giày xuất tư vấn cho mọi người các chị em ơi, không có nhiều sai đâu ạ. Rất nhiều mẫu bốt hot đang có mặt tại shop nha. Rất nhiều mẫu bốt hot đang có mặt tại shop, chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream với chị em ơi, chia sẻ livestream mua giày chỉ nhá. Chia sẻ livestream với chị em ơi, chia sẻ livestream ạ. Rất nhiều mẫu bốt vô cùng hot đang có mặt tại shop nha. Mẫu L3 cũng là một mẫu vô cùng xinh các chị em nhá. Mẫu L3 là một mẫu da bóng có đường vân chạy xung quanh rất là xinh này. Mẫu L3 cũng là một mẫu vừa về xong ạ. Gót lần là đây các chị em gót là 5 phân nhá. Mẫu L3 gót 5 phân các chị em nhá, còn mẫu L2 là gót 7 phân, L6 gót 7 phân nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với, chia sẻ livestream mua giày giá xỉ các chị em ơi. Nhanh tay không hết size các chị em ơi, không có nhiều size đâu ạ. 17-19 triệu xem ơi, chia sẻ livestream shop với ạ. 19 triệu xem ơi, chia sẻ livestream shop với, chia sẻ livestream với chị em ơi. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ nhanh tay không hết size ạ. Mẫu L2 thì là cái phần khóa đằng trước, còn L3 L6 là khóa sau nha. Mẫu L3 cũng là mẫu da bóng như là gót 5 phân, còn mẫu L6 là gót 7 phân đó chị em nhá. Các chị em ơi thích một là comment mã giày shop với 18 chị em ơi, thích một là comment mã giày ngay nhá. Ok Bảo Nhi L6 đây, Bảo Nhi ơi L6 đây nhá. Ok Bảo Nhi ơi L6 đây, Bảo Nhi ơi L6 đây nhá. L6 đây Bảo Nhi ơi, L6 đây, Bảo Nhi ơi L6 đây ạ. Mẫu L6 cũng hai màu đen màu be Bảo Nhi nhá. Mẫu L6 cũng có hai màu đen màu be các chị em, Bảo Nhi ơi. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với comment mã giày và size giày nhá. Comment size giày mã giày shop tư vấn cho mọi người nhá. Comment mã giày và size giày shop tư vấn nhanh tay cho mọi người không biết size nhá. Thế muốn là comment mã giày ngay các chị em ơi, không có nhiều size đâu ạ. À, Trinh Phạm ơi comment mã giày và size giày của mình đi Trinh Phạm ơi. Bảo Nhi ơi còn 37 Bảo Nhi ơi, còn 37 Bảo Nhi ơi. Chốt nhanh tay số điện thoại cộng với size giày mã giày của mình không biết size Bảo Nhi ơi.
Bảo Nhi ơi, chốt số điện thoại website các chị em ơi, chia sẻ livestream shop với 20 triệu xem ơi, chia sẻ livestream shop với chia sẻ livestream mua giấy xỉ nhá, một đôi cũng được giá rẻ, quá rẻ các chị em ơi. Đến với shop bao bao sinh bơi chất các chị em nhá. Bao sinh bơi chất các chị em ơi, mẫu lót lông ở trong ạ. Mẫu nào có lót lông ở trong rất là ấm chân các chị em nhá. Mùa đông này 6 ngày một đôi bút cổ shop đi vô cùng ấm chân 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 nhá. Mẫu rất nhiều mẫu da bóng bút da lộn rất nhiều luôn các chị em ơi, đây ạ. Mẫu đi lên chân này lời hay quá xinh nhỉ. Bảo Nhi ơi, mình comment mẫu nào Bảo Nhi ơi. N1 N1 là 159k bạn Trần Hường nhá. N1 là 159k Trần Hường ơi, N1 là 159 Trần Hường nhá. N1 là 159k Trần Hường ơi, N1 là 159 Trần Hường ạ. N1 là 159 Trần Hường nhá. Comment mã giày và sao giày của mình đi các chị em ơi. Bảo Nhi ơi, mẫu nào Bảo Nhi ơi, mẫu nào Bảo Nhi ơi. Comment mã giày đi Bảo Nhi ơi, comment mã giày của mình Bảo Nhi ơi. Mẫu đang đi là 189k, có hai màu đen là màu be nhá Bảo Nhi nhá. Mình comment mã giày đi, thích mẫu nào comment mã giày của mình đi Bảo Nhi ơi, comment mã giày đi ạ. Trần Hường ơi, mình đi sao nhá Trần Hường ơi, comment size giày của mình Trần Hường ơi, comment size giày nhá. Thế mọi người comment mã giày của mình đi các chị em ơi, thế mọi người comment mã giày ngay nhá, shop tư vấn cho mọi người ngay ạ. Nhưng đây không có sai các chị em ơi, thế mọi người comment mã giày ngay nhá. Thế mọi người comment mã giày của mình, shop tư vấn cho mọi người nhá, nhưng đây không có sai các chị em ơi, không có nhiều sai đâu. Không có nhiều sai đâu ạ. Mã L6, L6 là 199k bảo nhiêu nhá. L6 là 199 bảo nhiêu ơi, L6 là 199 nhá. Ok Trần Hường ơi, N1 đây Trần Hường ơi, N1 đây Trần Hường ơi. N1 đây Trần Hường nhá, N1 là 159k Trần Hường nhá. N1 đây Trần Hường ơi, một N1 đây ạ. Mẫu N1 đây Trần Hường nhá, mẫu N1 có quả thắt nơ đằng sau nhá. Có khóa bên hông rất dễ đi Trần Hường ạ. Mẫu N1 đây Trần Hường nhá, N1 đây ạ. N1 có khóa bên hông rất dễ đi nhá mà Trần Hường ơi. Gót cao 5 phân, mẫu da lộn nhá, có lót lông ở trong đi ấm chân lắm Trần Hường ạ. Đi rất là ấm chân nhá Trần Hường nhá. 159k Trần ơi, comment size giày của mình Trần Hường ơi, comment size giày giúp tư vấn cho Trần Hường nhá. Comment size giày và mã giày các chị em ơi, comment size giày mã giày giúp tư vấn size giày cho mọi người nhá. Nhanh tay không hết size các chị em ơi, không có nhiều size đâu. Comment mã giày và size giày giúp tư vấn cho mọi người, nhanh tay không hết size nhá. Thích món nào comment mã giày ngay ạ, thích món nào comment mã giày ngay nhá. Bảo Nhi inbox đi Bảo Nhi ơi, inbox đi Bảo Nhi ơi. N2 là 159k Đào Phương ơi, N2 là 159 Đào Phương nhá. N2 là 159k Đào Phương ơi, N2 là 159 Đào Phương ơi. Đào Phương ơi, mình comment mã giày và size giày của mình Đào Phương ơi. N2 là 159k Đào Phương nhá. N2 là 159k, có hai màu nâu và màu đen nhá bạn Đào Phương ơi. N2 có màu đen nâu ạ. L6 L6 là 199 nhá bạn Vân Vân ơi. L6 là 199k bạn là Vân Vân nhá. Các chị em ơi, comment size giày và mã giày, nhanh tay chốt nhanh tay số điện thoại và size giày của mình nhá. Có thể Nguyễn Dung rồi, Nguyễn Dung ơi, có thể Nguyễn Dung rồi ạ. Có thầy Nguyễn Dung rồi nhá. Vân Vân ơi, L6 là 199 Vân Vân ơi. Comment size giày đi, giúp tư vấn cho mọi người ạ. 27 trang xem ơi, comment size giày không ạ các chị em ơi. Cho coi N2 ok Phương Trinh ơi, N2 đi ạ. N2 có màu nâu và màu đen nhá bạn Phương Trinh ơi. N2 L2, L2 mẫu đang đi là 189 nhá bạn Hiền Tha Thu ơi, Hiền Tha Thu ơi. Bạn Hiền Tha Thu ơi, mẫu đang đi là 189k bạn Hiền Tha Thu nhá. Ok Bảo Nhi, ok Bảo Nhi nhá, ok Bảo Nhi ạ. Ok, ok Bảo Nhi ơi, số điện thoại Bảo Nhi ơi. N2 có 35 Bùi Thúy ơi, N2 có 35 ạ. Các chị em ơi chốt nhanh tay số điện thoại để giữ size không hết size nhá. 30 triệu xem ok Bảo Nhi inbox đi ạ. Màu trắng bao nhiêu vậy? L2. L2 là 189 nhá Phạm Thu Thảo ơi. L2 là 189 Nguyễn Dung ơi, L2 mẫu đi. Có màu đen màu be mà là 189 cao Nguyễn Dung và bạn Phạm Thu Thảo nhá. N2 là 159 ạ. N2 có 35 là nhỏ nhất Phương Trinh ơi. N2 có size 35 là nhỏ nhất Phương Trinh nhá. N2 có size 35 là nhỏ nhất Phương Trinh ơi, có size 35 nhỏ nhất ạ. Các chị em ơi chốt nhanh tay số điện thoại để giữ size không hết size nhá. Nguyễn Dung ơi, L2 là 189 mẫu đi ạ. Ok Phạm Thu Thảo ơi, số điện thoại cộng với size giày cộng mã giày của mình Phạm Thu Thảo ơi. Số điện thoại cộng size giày cộng mã giày các chị em ơi, số điện thoại cộng size giày của mình ạ. Số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại ok Phạm Thu Thảo ơi, số điện thoại Phạm Thu Thảo ơi. Số điện thoại cộng size giày cảm ơn Bảo Nhi, ok Bảo Nhi rồi nhá. Cảm ơn Bảo Nhi ạ. Cảm ơn Bảo Nhi ạ. Màu đen xem nào. Ok Bùi Thúy ơi, ok Bùi Thúy nhá. Bùi Thúy đây bảo ok bút đùi len có không sấp, chưa có bút đùi len nhá bạn Hương Việt đây, chưa có bút đùi len ạ, chưa có bút đùi len nhá. Có bút dài đến gối nhưng Nguyễn Hiến ơi, sáng mai xem livestream nhá bạn nào Nguyễn Hiến ơi, sáng mai xem livestream gối bút gối nhá bạn Nguyễn Hiến nhá, sáng mai xem livestream bút gối nhá bạn Nguyễn Hiến ơi. Bùi Thúy màu đen, Bùi Thúy màu đen này, Bùi Thúy ơi. Các chị em ơi chốt những tay số điện thoại để không hết sai ạ. Cảm ơn Phạm Thu Thảo rất là nhiều nhá. Cảm ơn Phạm Thu Thảo ạ, cảm ơn Phạm Thu Thảo ạ. Phạm Thu Thảo ơi, mình đôi gì nhỉ? Phạm Thu Thảo đôi nào 38 nhỉ? Đôi nào số 38 mà Phạm Thu Thảo ơi. Bảo Nhi ơi, đôi L6 giống hệt L2 nhá mà chỉ khác là cái khóa đằng sau thôi nhá. Dặn mà dây kéo sau không ạ? À, đôi nào Phạm Thu Thảo, đôi nào Phạm Thu Thảo ơi. Đôi nào Phạm Thu Thảo ơi. L3 đây ạ, L3 đi cực xinh nhá bạn Thảo Nguyên ơi. À Nguyễn Hiến ơi, sáng mai Nguyễn Hiến nhá. À mai mình lại đi làm một tí thì shop sẽ gửi link video vào Nguyễn Hiến sau nhá. Nguyễn Hiến ơi, shop sẽ gửi link video cho Nguyễn Hiến sau nhá. Đây nhá, mẫu L3 đây, bạn L3 đi Hương Thảo L3 đây nhá, mẫu L3 đây ạ. Mẫu L3 đây nhá.
Đôi màu trắng L2 nhá. Ok bạn Thu Thảo là L2 trắng 38. À, giá đâu nào, Su Su ơi comment mã size giày đi, comment size giày đi các chị em ơi. Ok cảm ơn Thủ Thúy nhá. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Thúy ơi, màu màu gì Thúy ơi, màu đen hay màu nâu Thúy ơi. Ok ok Hiến ạ, ok Hiến nhá, shop sẽ gửi link video cho Hiến sau nhá. Các chị em ơi chốt những cái số điện thoại nhá để shop sẽ gửi. Có băn khoăn vấn đề gì shop sẽ gửi link video cho mình sau ạ. Còn các chị em ơi chỉ việc chốt số điện thoại để giữ size không hết size nhá. Shop sẽ gửi link video. Ok. Ok L3 màu trắng 38. À Phạm Thu Thảo ơi không có L3 nhá, chỉ có L2 màu trắng 38 và Thu Thảo ơi mẫu ni này. Mẫu ni là mẫu L2 màu trắng 38 nhá bạn Thu Thảo ơi. Hoàng Đinh ơi nào, Hoàng Đinh ơi. Ok ok hủy lại. Không có L3 trắng nhá bạn Thu Thảo ơi. Không có L3 trắng nhá, chỉ có L6 trắng nhá bạn Thu Thảo ơi. Chỉ có L2 trắng và L6 trắng, không có L3 trắng nhá Thu Thảo ơi. L3 cao bao nhiêu? L3 là cao 75 phân ạ. L3 là cao 5 phân nhân Linh Nguyễn ơi. Mẫu L3 này chỉ có một màu đen nhá. L3 này chỉ có màu đen nhá và các chị em ơi, L3 chỉ có màu đen duy nhất ạ. L3 cao 5 phân Thuyền Linh Nguyễn nhá. L3 là cao 5 phân còn L2 là cao 7 phân ạ. Ok ok Thu Thảo trắng ơi, Thu Thảo ơi. Ok cảm ơn Thùy Linh nhá. Cảm ơn Thùy Linh rất là nhiều ạ. Serena Nguyễn ơi mẫu nào comment size giày đi. Serena Nguyễn ơi comment size giày đi ạ. Comment size giày đi các chị em ơi, comment size giày ạ. Thu Thảo ơi L6 trắng đấy, bạn Thu Thảo ơi L6 trắng đấy ạ. Các chị em ơi chốt số điện thoại ạ. Còn băn khoăn điều gì shop sẽ gửi link video cho mình sau nhá. Ok N2 Hàng Đinh ạ, N2 Hàng Đinh ơi. N2 có màu đen nâu nhá bạn Hàng Đinh ơi. N2 có màu đen nâu đấy Hàng Đinh nhá. N2 có màu đen màu nâu nhá bạn Hàng Đinh nhá. N2 có màu đen nâu nhá Hàng Đinh ơi. N2 có màu đen màu nâu Hàng Đinh nhá. N2 có màu đen màu nâu nhá Hàng Đinh ơi. Ok ok Thùy Linh sờ L6 đen đây Thùy Linh ơi. L6 đen đây nhá, L6 đen đấy Thùy Linh ơi, L6 đen đấy ạ. L6 đen của mình đấy Thùy Linh nhá, L6 đen có hai màu đen trắng đây nhá Thùy Linh ơi. L6 hai màu đen trắng đấy Thùy Linh nhá. L6 ạ, giá đôi nào Trinh Lê, đôi nào Trinh Lê, đôi nào Trinh Lê comment size giày của mình ạ. L3 là giá là 199k bạn Sera Nguyễn nhá. L3 là 199 Sera Nguyễn ơi. Nhiều đôi Khánh Nguyễn ơi, đôi nào Khánh Nguyễn ơi, đôi nào Khánh Nguyễn ơi. Đôi nào comment size giày của mình đi Khánh Nguyễn ơi, comment mã giày và size giày ạ. Comment mã giày và size giày của mình đi các chị em ơi, comment mã giày size giày ạ. Hồ Ngọc Huyền ơi comment mã giày và size giày Hồ Ngọc Huyền ơi. Comment mã giày và size giày các chị em ơi. L6 là 199k bạn Hồ Ngọc Huyền nhá. L6 là 199k, L6 là 199 nhá bạn Hồ Ngọc Huyền ơi. L6 là 199 nhá. L6 là 199k, có hai màu đen là màu trắng nhá bạn Thùy Linh ơi. Ok 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 bạn Khánh Nguyễn, L3 không có màu trắng ạ. L3 không có màu trắng Khánh Nguyễn ơi, chỉ có L2 màu trắng và L6 màu trắng nhá. Không có L3 màu trắng nhá Khánh Nguyễn ơi. Chỉ có L6 màu trắng này. Chỉ có L6 màu trắng, L2 màu trắng nhá, không có L3 màu trắng Khánh Nguyễn ơi. L6 màu trắng đấy ạ. L6 trắng nhá, L6 trắng là khóa sau, còn L2 trắng là khóa trước nha bạn Khánh Nguyễn ơi. Các chị em ơi chốt số điện thoại không hết size nhá. Chốt số điện thoại shop sẽ gửi link video mẫu đi cho mình sau nhá các chị em ơi. Chỉ việc chốt số điện thoại để giữ size không hết size nhá. Thích muốn là comment mã giày nhá. Thì các chị em ơi thích muốn là comment mã giày giúp cầm lên chi tiết lên tay cho mọi người xem nhá. Nghiêng tay không hết size các chị em không nhiều size đâu ạ. Thế mà là comment mã giày ngay L2 là 189 nhá bạn Giang Chip ơi. L2 là 189k Giang Chip nhá. L2 là 189 Giang Chip ơi. L2 là 189k. Ok ok Thùy Linh, ok Thùy Linh nhá. Ok cảm ơn Cảnh Nguyễn nhá. Đấy nhá. Có cái túi Ok cảm ơn Khánh Nguyễn rất là nhiều nhá. L2 là 189 nhá. Cho xong gần L2 đôi nào, cái giá chip ơi. Gần L2 đôi nào, giá chip ơi, gần L2 đôi nào ạ. N2 giá là 159k anh Luna ơi. Ok Trinh Lê L6 đây Trinh Lê ơi. L6 thì có hai màu là màu nâu và màu đen màu ve nhá bạn Trinh Lê nhá. L6 đây Trinh Lê L6 đây ạ. L6 đi Trinh Lê ơi. L6 đi Trinh Lê ơi. Ô có khóa L2 ok Giang Chip à. L5 là 219k nhá. L5 là mẫu cực chất nhá bạn Hải Âu trắng nhá. L5 là mẫu cực chất Hải Âu trắng ơi. L5 là mẫu cực chất 219k bạn Hải Âu trắng nhá. L5 là mẫu cực chất nhá bạn Hải Âu ơi. N2 còn màu nào? N2 chỉ có một hai màu đấy thôi anh Luna nhá. N2 chỉ có hai màu đen và màu nâu nhá anh Luna ơi.
Hải Âu trắng hay mẫu L5 nên là mẫu cực chất nhá. Giá là 219k, đây là mẫu cực chất của shop nhá. Các chị em ơi chốt nhanh tay số điện thoại để giữ size nhá. Chốt số điện thoại để giữ size, các chị em ơi không có nhiều size đâu. Chốt số điện thoại không có size nhá. L2 chỉ có màu đen và màu nâu nhá bạn anh Luna nhá. Các chị em ơi chốt nhanh tay số điện thoại giữ size không có size của mình nhá. Thêm có nào comment mã giày của mình ạ, không có size không nhiều size đâu ạ. Chốt nhanh tay các chị em ơi không nhiều size, các chị em ơi chốt nhanh tay ạ. Comment mã giày của mình các chị em ơi, rất nhiều mẫu hot đang có mặt tại shop nhá. Ok L2 Giang Chip và L2 đây. Giang Chip ơi cầm L2 từ nãy giờ đây Giang Chip ơi. L2 là 189k, có hai màu đen là màu trắng nhá bạn Giang Chip nhá. L2 có hai màu đen màu trắng Giang Chip ơi. L2 đây nhá các chị em ơi, có khóa trước vô cùng xinh nhá. N2 có gọng đế K 3,5 ở 307 phân anh Luna, chỉ có N1 là K5 phân nhá. N1 là K5 phân cái anh Luna nhá, chỉ có N2 chỉ có 3,5 nhá anh Luna ơi. L6 là 199k chị em ơi, nhanh tay mất sai nhá. Thế bắt đầu comment mã giày của mình nhá. L6 đấy ạ. L6 là 199k, có hai màu đen màu trắng hay là ngọc ánh nhá. Nhanh tay không có sai ngọc ánh, nhanh tay có sai ạ. Gót là hình bán nguyệt nhá, có lon lông ở trong đi cực ấm nhá. Có lon lông ở trong đi cực ấm nhá ngọc ánh nhá. Các chị em ơi chốt nhanh tay không có sai của mình nhá. Chốt nhanh tay không có sai, các chị em ơi không có nhiều sai đâu. Không có nhiều sai các chị em ơi, chốt nhanh tay không có sai nhá. N1 là 159k nhá bạn anh Luna ơi. N1 là 159k anh Luna nhá. N1 là 159k anh Luna. 159k anh Luna có khóa bên hông nha, rất dễ đi này. Gót K 5 phân anh Luna nhá. Comment size giày thì các chị em ơi comment size giày không biết size nhá. Comment size giày giúp tư vấn cho mọi người ạ. Nhanh tay không biết size, không có nhiều size đâu. Thích bắt đầu comment mã giày ngay, thích bắt đầu comment mã giày ngay nhá. Thế bắt đầu comment mã giày các chị em ơi, comment mã giày ngay không biết size của mình nhá. Nhanh tay không có nhiều size đâu các chị em ạ, không có nhiều size đâu ạ. N1 là 159k anh Luna ơi. Các chị em ơi thích bắt đầu comment mã giày nha. Rất nhiều bộ hot đang có mặt tại shop. Rất nhiều bộ vô cùng hot nhá. Nhanh tay không biết size, thích bắt đầu comment mã giày ngay ạ. Mẫu L2, L2 là 189k một khóa trước nhá. Vô cùng xinh, có lăn lông ở trong nhá. Vô cùng xinh các chị em ơi. Ship Hà Nội mình ở trên chỗ nào? Ship Hà Nam là 35k Trinh Lê ơi. Ship Hà Nam là 35k ship nhỉ. Ship Hà Nam là 35k ship ạ. Ok ok, sáng nay tối nay shop chỉ nhá hàng vậy thôi. Ngày mai shop sẽ livestream chiều hơn cho mọi người nhá. Còn chỉ là chốt để giữ size thì chốt luôn nhá. Không hết size rồi sẽ shop dừng livestream đây. Tại vì nay rất là nhiều chị em đặt hàng của shop rồi thì shop sẽ bây giờ sẽ đóng hàng sớm để gửi cho mọi người. Còn chị em nào mà muốn xem lại thì ngày mai sẽ xem tiếp nhá. Ngày sáng mai shop sẽ livestream. Ở Hà Nội chỗ nào? Hà Nội Trinh Lê, comment quận huyện của mình đi. Trinh Lê ơi, quận huyện nhá. Cún con ơi, N2 đợi, N2 là 159k bạn cún con nhá. Có hai màu đen là màu nâu cún con ơi. N2 có hai màu đen nâu nhá, 159k cún con nhá. Các chị em ơi có chuyện nào chốt thì chốt nhanh tay để sáng mai shop gửi sớm cho mọi người luôn nhá. Còn bây giờ shop sẽ dựa. Ok ok Trinh Lê ơi, số điện thoại Trinh Lê ơi. Số điện thoại ạ. À. Số điện thoại Trinh Lê ơi, số điện thoại và size giày của mình Trinh Lê ơi, số điện thoại và size giày ạ. À. Số điện thoại và size giày sáng mai shop gửi sớm nhá. Ở Hà Nội thì sáng mai ship ngay và luôn Trinh Lê nhá. Ok Trinh Lê ơi, số điện thoại và size giày của mình Trinh Lê ơi, màu giày ạ. Số điện thoại, size giày và màu giày của mình Trinh Lê ơi, nhanh tay không hết size ạ. Không có nhiều size các chị em ơi, không có nhiều size nhá. Không có nhiều size các chị em ơi, không có nhiều size đâu, nhanh tay không hết size của mình nhá. Cảm ơn, ok, cảm ơn Trinh Lê ạ, cảm ơn Trinh Lê ạ. Màu đen ok, cảm ơn Trinh Lê rất là nhiều. L6 37 màu đen ok Trinh Lê nhá. Ok Tiên Tiên ơi, L2 đen đây. L2 đen Tiên Tiên ơi, L2 có hai màu nhá. L2 thì có hai màu đen là màu be Tiên Tiên nhá. L2 có hai màu nhá bạn Tiên Tiên ơi. L2 có màu đen be rất là xinh nha, da bóng ạ. Đây là cái màu da bóng rất là hot nhá. Rất là hot trên thị trường các chị em ơi, nhanh tay không hết size nhá. Có lót lông ở trong ạ, màu trắng thì lót lông trắng, màu đen lót lông đen nhá. Rất là dễ đi mà rất là thoải mái luôn, rất là xinh luôn. Tôn rất là tôn dáng tôn da luôn các chị em nhá. Nhanh tay không hết size ạ. Tiên Tiên ơi, comment size giày và số điện thoại của mình để giữ size không biết size nhá. L5 ok, Phương Thảo ơi, L5 đây. Phương Thảo ơi, L5 đây nhá. L5 là một cái mẫu vô cùng hot. Tại vì sao hot ạ? Đây là mẫu da toàn thân là một vô cùng chất luôn. Vô cùng chất mẫu L5 ạ. Mẫu L5 là một cái mẫu vô cùng chất nhá. 219k, da vô cùng chất, bao da toàn thân nhá. Da toàn thân ạ, 219k chị em nhá. Nhanh tay không hết size, chị em không nhiều size đâu. L5 đây là bút lửng nhá, bút lửng da. Đây là một bút lửng da nhá, có lon lông ở trong đi cực ấm chân nhá bạn Phương Thảo nhá. Nhanh tay không hết size, chị em ơi không nhiều size đâu, không nhiều size đâu. Ok, bên trong đây, bên trong của Tiên Tiên đây nhá, ok. Ok, Tiên Tiên ơi, bên trong đây nhá, Tiên Tiên ơi, bên trong đây, rất là xinh luôn. Rất là xinh Tiên Tiên nhá, rất là xinh ạ.
Đây nhé, có lót lông ở trong, có lót lông mỏng ở trong nhé Tiên Tiên ơi. Có lót một lớp lông mỏng ở trong nhé, có lót một lớp lông mỏng ở trong ạ. Đi vô cùng ấm chân và chân chân nhá. Đi vô cùng ấm chân và chân chân cho bạn Tiên Tiên nhé. Đi vô cùng ấm chân chân chân, có một lớp lông mỏng ở trong Tiên Tiên ơi. Chốt nhanh tay số điện thoại và size giày của mẹ và số điện thoại ạ. Chốt nhanh tay số điện thoại, không hết size Tiên Tiên ơi, không nhiều size đâu. Chốt nhanh tay số điện thoại, không hết ca chêm, không nhiều size đâu ạ. Ok bạn gấu hồng ơi, L5 đây nhá, của gấu hồng ơi. L5 là 219k, đây là mẫu vô cùng chất bao da toàn thân của shop nhá. Đây là mẫu vô cùng chất chất nhất của shop đấy ạ. 219k nhá, bút la da lửng nhá. Đi rất chất, đi đây là chất luôn. Đi vào là chất gấu hồng nhá. À, comment xa giày của mình ạ, ship bao nhiêu? Tiên Tiên ơi, mình ở đâu Tiên Tiên ơi? Ship đồng giá toàn quốc là 35k ship nhá. Còn nội thành Hà Nội là từ 25k đến 30k tùy nơi xa gần. Còn ở ngoại thành và tỉnh là từ 35k ship bạn Tiên Tiên nhá. Các chị em ơi, chốt những cái số điện thoại giữ size, không hết size nhá. Không có nhiều size đâu các chị em ạ, không nhiều size đâu. Ok bạn Tiên Tiên, ok bạn gấu hồng nhá, bên trong giày đây, ok. Bên trong giày là một lớp lông mỏng nhá. Bên trong giày là một lớp lông mỏng, đi cực ấm chân và thoải mái ạ. Có thấy không? Đường chỉ rất là chắc chắn nhá, đường chỉ thấy không ạ gấu hồng ơi? Đường chỉ rất chắc chắn này, có lớp lông ở trong rất ấm chân nhá. L338 Tiên Tiên ơi. Tiên Tiên ơi, yên tâm đi Tiên Tiên ơi, đôi ok đôi nào có size 38 cho Tiên Tiên xem nhá. 38 đôi L3 đây nhá, đôi L3 vô cùng vô đây nhá, đôi L3 đây ạ. Đôi L3 có các điểm nhấn là các đường chỉ chạy dọc thân nhá. Có điểm nhấn là các cái đường chỉ chạy dọc thân nhá, bạn Tiên Tiên nhá, đôi L3 đây. Đôi L3 có các cái đường chỉ này, chạy dọc thân vô cùng xinh nhá. Đi cũng rất là chất luôn ạ, da bóng vô cùng xinh nhá. Còn là khóa sau ạ, khóa tròn kéo sau nhá. Rất dễ đi nhá. Có lót lông ở trong luôn. Ok chị Tiên Tiên ơi, các chị em ơi, chốt số điện thoại đi ạ, chốt số điện thoại shop sáng mai gửi sớm nhé. Chốt số điện thoại sáng mai shop gửi sớm, không có nhiều sai đâu các chị em ơi, không có nhiều sai đâu. Chốt số điện thoại sáng mai shop gửi sớm nào. Không, shop dừng livestream đấy các chị em ơi, shop dừng livestream đây nhé. Có chị nào chốt nữa không? Có chị em nào chốt nữa không để shop dừng livestream ở đây? Ok, gỡ hồng đi mốc đi lượng. Ok. L3, L6, L3, L3 là cao 5 phân, còn L6 là cao 7 phân Tiên Tiên nhá. L6 là cao 7 phân, L3 là cao 5 phân. Ok, gấu hồng inbox luôn đi gấu hồng ơi, inbox luôn để giữ size, không hết size gấu hồng ơi. Inbox luôn để giữ size, không hết size gấu hồng nhá. Inbox luôn để giữ size thì gấu hồng ơi, inbox luôn đi ạ. Gấu hồng ơi, inbox luôn cho mình để giữ size, không hết size gấu hồng nhá. Ok Tiên Tiên, ok Tiên Tiên, inbox luôn Tiên Tiên ơi. Tiên Tiên ơi, inbox luôn cho shop đi ạ, để sáng mai shop gửi sớm cho Tiên Tiên nhá. L3 có một màu đen duy nhất các chị em nhá. L3 một màu đen duy nhất là 199k, có các đường, đây là mẫu da bóng vô cùng xinh các chị em ạ. Có lót lông ở trong, đi cực ấm chân và thoải mái, rất là chân chân nhá. Có các đường chỉ đường vân chạy quanh, có các đường chỉ chạy dọc thân, có các đường chỉ chạy dọc thân gót cao 5 phân. Có các đường chỉ chạy dọc thân này vô cùng xinh nhá, vô cùng xinh luôn ạ. Vô cùng xinh nhá bạn Thanh Minh Tâm nhá. Gót da bóng, mẫu da bóng, đây là cái mẫu vô cùng hot trên toàn quốc nhá. Đây là cái mẫu da bóng vô cùng hot ạ. Có khóa đằng sau kéo, có khóa kéo đằng sau nhá. Có khóa kéo đằng sau rất dễ đi nhá, có khóa kéo đằng sau ạ. Có khóa kéo đằng sau rất dễ đi nhá bạn Minh Tâm nhá. Có lót lông ở trong, có lót lông ở trong này ạ. Có một lót lông ở trong đi cực ấm chân thoải mái nhá. Đường chỉ chắc chắn nhá bạn Minh Tâm ơi, đường may chắc chắn này. Có lót lông ở trong đi rất ấm chân nhá bạn Minh Tâm nhá. Nhanh tay không hết size Minh Tâm ơi, không nhiều size đâu Minh Tâm ơi. Không có nhiều size đâu Minh Tâm nhá, nhưng không nhiều size được ạ. Nhanh tay không hết size các chị em ơi, không nhiều size, chốt nhanh tay số điện thoại còn với size thẻ của mình nhé. Vô cùng xinh các chị em ơi, vô cùng xinh ạ. Ok các chị em ơi, shop dừng livestream ở đây. Cảm ơn các chị em rất là nhiều. Có chị nào mà chốt đôi nào thì cứ inbox vào shop, cứ inbox vào shop, shop sẽ trả lời các chị em bất cứ khi nào các chị em inbox nhá. Các chị em chú ý nhớ nhấn theo dõi shop để hàng ngày nhận các mẫu mới liên tục, tại vì hàng ngày hàng tuần shop để các về các mẫu mới vô cùng nhanh cập nhật mọi mẫu xu hướng hot nhất hiện tại trên thị trường nhá. Nhớ nhấn theo dõi shop để nhận thông báo mới nhất về các mẫu giày nhá. Ok, cảm ơn các chị em rất là nhiều. Các chị em chú ý nhé, từ ngày mai shop sẽ livestream 3k sáng chiều tối. Do vậy các chị em nhớ nhấn theo dõi shop để
xem live stream của shop nhé. Buổi sáng mai sẽ có buổi live stream, trưa mai có live stream, tối mai có live stream nhé. Bye bye các chị em ạ.